Alo, xin chào quý cô chú quý vị khán giả thân mến. Hôm nay xin chia sẻ về cái câu chuyện của năm chú tiểu nha quý vị, năm chú đái. Năm chú đái ở trong cái thiền am bên bờ Dâm Đảng, con cháu của cụ Lê Tùng Vân đó, con cháu của thầy Khu Nặng, con cháu của thầy ổ bánh mì bự. Ổ bánh mì bự giờ đang nằm ở nhà và đang đang ổ bánh mì này đang bị bở ra, bị nở, bị ngậm nước nở ra cái gì đó. Giờ ổ bánh mì này bự lắm, bây giờ nó ngậm nước nó còn nở ra nữa, nở ra mà nhưng tà lè, giờ nó không làm ăn gì được rồi, nó hết ăn uống gì được rồi đó. Thì chia sẻ với quý vị khán giả về cái câu chuyện của năm chú đái ở Tà Am ấy quý vị. Thì mới đây thì trên một cái tờ báo đó, trên một cái tờ báo dạng là tờ báo, giờ chúng ta biết cái tờ báo này là gọi năm nay dân bình dân chúng ta gọi là mấy báo này là báo hồi trước là báo chính thống, bây giờ là gọi là báo lá cải với quý vị. Nó mới đăng cái thông tin là mấy cái em bé này từ hồi mà bị cái lúc mà 4 tháng 1 á, 4 tây tháng 1, 5 tây tháng 1 á, thì cái tờ báo này á đăng là mấy em này đi học được mấy ngày trong cái nhóm tỉnh thất bồng lai có 4 5 đứa vậy đó, mà có nữa hai đứa là nó nghỉ học rồi, học lớp 1 lớp 2 gì đó thì nó nghỉ học, không biết làm sao mà đi học được mấy bữa rồi nó nghỉ học rồi. Vô trường là không có ai báo danh, không có ai điểm danh luôn, và cũng không có nghe nó báo gì cái chuyện mà nó hay nghỉ học nào đi quê học trở lại chứ đó. Đó quý vị cứ lên tìm hiểu rồi ghi năm chú tiểu bỏ học ra, lên Google quý vị gõ ra sẽ ra những cái tờ báo mà trong đó có xuất hiện những cái tờ báo bưng bô của nghệ sĩ nó đó, quý vị biết từ thời gian này đó đó. Nó viết tắt là báo TT, báo TT là quý vị biết rồi ha, trước là báo chính thống, giờ là báo báo lá cải rồi đó đó, bưng bô. Thì mới biết đó là mấy đứa này nó nghỉ học mà ông nhà trường, thậm chí nhà trường người ta cũng không biết là nó nghỉ học vì lý do gì nữa đó. Ở đây thì em cũng xin phân tích với quý vị khán giả là mấy đứa này em nghĩ chắc nó sẽ có hai cái trường hợp xảy ra. Cái thứ nhất á, là nó vô trường nó bị chọc ghẹo quá đó, gia đình phụ huynh những người ta, những con cái người ta xa lánh, thật sự cũng tội nghiệp cho mấy đứa đó, tại vì nó nít nó nhỏ mà sao biết gì đâu đúng không quý vị. Nhưng mà lỡ lọt vô cái động tà am rồi nó bị mang tiếng rồi, không biết sau này nó đi học sao nữa nghe. Đó, cái thứ nhất là nó bị xa lánh với cái người trong đó đó, mấy cái người ở trong thiền am đó, người ta xa lánh, người ta thấy rồi người ta thấy sợ quá. Nghĩ quý vị đi, cái một con cái quý vị dám cho nó tiếp xúc với mấy đứa này không, tiếp xúc vô rồi nó dụ vô, nó rủ vô nhà nó chơi rồi, rồi dụ vô đi quyên góp này kia tùm lum, con cái phụ huynh ta cũng đâu có cho đúng không. Mấy đứa đồng lứa như nó biết rồi, 1 2 tuổi nó biết nói chuyện, nó biết giao tiếp rồi đó, nó không biết gì rằng giờ ví dụ vô ngủ đi chơi này kia, nó gặp mấy ông thầy chùa mấy cái ni cô rước về á thì ta gặp ta sợ, ta đâu dám đâu. Thứ hai không biết thầy giáo trong trường, cô giáo trường á, không biết người ta có cũng có sợ không, sợ ta sợ dạy mấy người này quá, mấy người này ở ngoài vũ trụ mà đâu có phải ở trong đây đâu, người ta biết sợ nó có cái gì đó. Thứ nhất là người ta dạng người ta cách ly ra đó, cách ly cũng sợ còn hơn là virus nữa quý vị, nó sợ còn hơn là corona, nó sợ hơn vị trí covid nữa đó, người ta rất là sợ, kiểu như ta kỳ thị luôn đó quý vị, từ hồi nổ cái vụ bị bắt ra tới giờ đó đó. Còn cái thứ hai nữa là vấn đề thứ hai đó là em nêu lên, không biết mấy đứa nhỏ này nó có nhận thức được không, chắc nó sợ ngay. Đó là trường hợp em suy diễn cái nha, đó là cái trường hợp sợ nó tụi nó mắc cỡ quá quý vị, tự động tụi nó nhận thức được là tụi nó từ tại sao mà tụi nó ở sống chung với đám nguyên một cái chỗ mà tà am như thế này đó, không biết nó có nhận thức được không hay là bị nhồi nhét vô cái tư tưởng mà giống vậy rồi không biết nha, không biết nó gây trường hợp 1 hay trường hợp 2 đó, không biết nó suy nghĩ nó có nó có suy nghĩ nó thấy nó mắc cỡ quá, nó không có dám vô trường luôn, không dám vô trường luôn, tự động nó nghĩ luôn, nó xin nghỉ luôn, thôi con không dám vô học. Hoặc là nó thấy ba mẹ nó hay là ông cháu nó gì đó, anh chú dượng gì đó, cô gì của nó đó, bà nó gì đó bị bắt rồi á, nó cũng mắc cỡ nó không dám đi đó. Đó là cái trường hợp thứ hai em sẽ diễn ra đó, như thế không. Bây giờ á đời con, đời ông ăn mặn đời con khát nước, đời cha ăn mặn đời con khát nước luôn,
mấy ông này, ông Cú Nặng này là cha của tụi nó chứ gì nữa đó, có thể là cha, có thể là ông của tụi nó chứ gì nữa, đúng không quý vị? Đó bây giờ thì nằm chéo queo ở nhà, còn mấy thằng con, như mấy chú tiểu này, em đặt trường hợp mấy chú tiểu này ở dưới nhà thì ba bị bắt rồi, ba bị bắt hay là không biết là anh bị bắt rồi đó, cậu bị bắt rồi, mất tiêu rồi, rồi học hành gì nổi nữa mà học, vừa bị người ta xa lánh nè, vừa kỳ thì sợ bị kỳ thị nè, rồi vừa mắc cỡ nữa. Trời ơi mấy nhỏ mới lớp 1, lớp 2 mà để cho tụi nó, bị cái vậy vô trường hợp đi quý vị, theo quý vị thấy đau lòng quý vị, năm nhỏ đâu có tội tình gì đâu mà nó nhồi nhét cho đầu óc của tụi nó toàn là cái quá khứ, cái tuổi thơ gì đâu, nó khốn nạn quý vị. Chúng ta yêu mến cái thiền am này qua những cái đám đứa trẻ này, những cái đứa trẻ này, đúng không quý vị? Chúng ta thương mến tụi nó là chúng ta biết qua cái chương trình thách thức trên hài đó, mà cũng do cái đám truyền thông bẩn, do cái đám mà truyền thông sau lưng nó lợi dụng, nó trục lợi nó rồi đó. Đám truyền thông đó xong xong rồi tới cái gia đình, cũng nhồi nhét cái tư tưởng là từ nhỏ tới lớn luôn đó, thì lọn lưng đó, rồi học cái thói mà dạng như là không có giống ai, nghĩ mình là tiên là Phật, toàn tụi nó nghĩ nó, tụi nó là thần là thánh ngoài vũ trụ, và không phải là người thường, tụi nó là nghĩ tụi nó là thánh, tụi nó là nhân tài chứ không phải tụi nó là người thường đó quý vị. Đó nhồi nhét cái tuổi thơ, bây giờ nếu mà qua cái chuyện này xong, giải quyết cái chuyện này xong á, tụi nó biết, tụi nó nếu mà tụi nó biết được hết cái câu chuyện này nó xảy ra rồi thì sau này nó lớn lên biết làm sao đâu quý vị, cái tuổi thơ nó bất hạnh đâu quý vị, cái tuổi thơ nó có là một cái quá khứ này, toàn là lừa đảo lừa gạt lợi dụng chiếm đoạt đồ của người ta không à. Nó bây giờ nó nhỏ nhỏ như vậy nó còn có thể uốn nắn được cái quý vị đó, có thể uốn nắn được, và những cái tương lai của nó sẽ còn dạng là nó sẽ còn dạng cũng còn có cái tương lai chút xíu, cũng còn có hy vọng chút xíu hơn là cái đám mà mấy cha mấy ông của nó, mấy cha mấy ông nó sao giờ sao dạy nó, chỉ có nước vô tù ở vài chục năm á, rồi có nó lúc đó cái nước đó mới biết nhận ra, có biết hối cải từ từ chứ giờ là cũng chưa biết được cái gì. Còn mấy đứa nhỏ này có thể uốn nắn có thể được đó, có thể quản giáo được đó, có thể từ từ được, từ từ thời gian đi rồi tụi nó sẽ giống như là nó mất cái sự mà giáo dục mà dạng như là khốn nạn đó rồi, thì nó sẽ dạng nó trở lại bình thường, nó giống như con người chúng ta, mà chúng ta từ từ cũng 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 cho bọn nó cũng cơ hội. Tại vì tôi nói là những đứa nít, những đứa nhỏ nó đâu có biết gì đâu quý vị, như con cái chúng ta vậy, lúc lúc đôi lúc nó cũng phải, nó có hư hỏng thì cũng, nó đôi lúc cũng phải phá phách, nhưng mà tụi này đấy, cái tội lớn nhất của tụi nó, cái tội lớn nhất của tụi nó là tội nó ở trong cái nhà này, sao mà sinh ra trong đây thôi, chứ tụi nó hoàn toàn không có cái tội gì trong đây hết đó, tụi nó chỉ là những cái người nhân vật đáng thương thôi mà chúng ta cần phải giúp đỡ sau này đó. Đó bây giờ thì em xin chia sẻ cái vấn đề đó thôi, còn mong rằng quý vị cũng đừng nên mà kỳ thị, cũng đừng nên mà dạng là nếu mà sau này á cái sự việc này nó lo ra này kia nó sáng tỏ rồi thì nói tụi nhỏ này, thì mong quý vị sẽ yêu thương và sẽ có những cái lời động viên đối với mấy đứa nhỏ này, tại vì nó là những đứa nít thôi chứ nó không phải là người lớn như mấy cái bọn mà chọc bự như quý vị. Rồi bây giờ thì hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo, chia sẻ tới đây thôi, cái câu chuyện nào thì nó cũng có chút chút thôi chứ em không có hơi hám như bà Phương Hằng để mà chia sẻ dài được. Rồi xin có đôi lời hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.